ai ông ngoài giờ bóng luôn mà bóng 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 này là để đến mấy tay bạn nào nước luôn hả? Xin giới thiệu cho mọi người, đây là sớm không chồng của Hà Trâm. Nhưng mà đặc biệt ngày hôm nay Trâm có chồng rồi, chỉ còn mấy cô ở lại là không chồng thôi. Mình thấy nha. Chào mọi người, đặc biệt là xin chào chú rể. Chắc giờ này chú rể đang háo hức để gặp cô dâu xinh đẹp đúng không? Nhưng mà chờ đi chưa được đâu, khi nào bước chân vô nhà gái thắp nhang cho ba thì mới được gặp cô dâu. Và ngày hôm nay là một ngày rất là đặc biệt, không phải là của riêng em mà là của chúng ta. Hy vọng là chúng ta sẽ có một đoạn đường dài sắp tới đầy hạnh phúc, đầy viên mãn và có nhiều đứa con. Chồng ơi, lẹ lẹ đi đón em, em chờ lâu lắm rồi. Lấy chồng. Cần một ngày như thế khi em luôn đến gần, chỉ cần là mình vẫn thấy nhau qua ngày. Bây đâu Tăng? Một ké là Nam ngon nha. Ba ké là nãy giờ bốn ké rồi. Gia tiên nhà Trâm á là theo phong cách đó là trắng và đỏ, tại vì mạng của Trâm là hợp với màu đỏ và Trâm thấy màu đỏ nó rất là sang. À, mọi người cũng nhìn thấy là gia tiên nhà Trâm đúng không, rất là rực rỡ. Nè, đây là cái chai nước mà tận tay Trâm tự làm luôn, từng cái hoa nè, từng cái nơ nè, ngọc trai nè, rồi từng cái tem dán này tên Trâm và tên chú rể là tự tay Trâm làm hết. Yêu con gái thật là nhiều. Ừ. Mẹ nhà tới ngày hôm nay là mẹ vui mà mẹ mừng nhất trên đời của mẹ. Con nhiều.
Chỗ ta cái nhà ơi. Lần đầu tiên nhìn vào đôi mắt và anh đã thật sự chiêm đắm. Ngày trước bước lên vô bầu trời sẽ muộn mặt trăng. Và em ơi là em có biết là thương em nhiều hơn tình cảm. Để xin lời của Lâm Văn Điền cùng con cả những người anh chị đặt cách đúng không? Đưa bàn tay và anh cùng có em về một nơi. Con xin chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian và bỏ công sức để hỗ trợ cho vợ chồng tụi con để có ngày hôm nay. Con xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Với anh chung mái nhà, ta sẽ có nhau vài câu nhóc trông thật là ngoan nhã. Ta cùng nhau ra đi đến khi bắt đầu, đến khi bắt đầu với nhau. Từ giờ về sau, ngày tháng trở nên thật xa. Vì có em luôn bên cạnh anh, cùng nhau đi hết chặng hành trình. Từ giờ về sau, hãy để anh thương em thật nhiều và lắng lo cho em nhiều điều. Giờ ta bước trên thang đường, ngày đón em về nhà. Từ giờ về sau, có em luôn. Anh Phúc nha, cùng nhau đi hết chặng hành trình. Bye bye cô dâu. Từ giờ về sau, hãy để anh thương em thật nhiều và lắng lo cho em nhiều điều. Giờ ta bước trên con đường, ngày đó em về nhà. Cùng mơ. Năm nay Lâm Nhật sẽ có tin vui, chẳng lẽ tôi lấy chồng sao? Con là anh Lương. Hôm nay là ngày hạnh phúc của con gái, mẹ gửi đến con gái một lời chúc trăm năm hạnh phúc và mong rằng từ đây về sau hai đứa con luôn luôn hạnh phúc. Mẹ rất là vui. Mẹ sẽ gửi trái tim đến cho con gái. Trong trái tim này mang đầy tình yêu thương. Mẹ yêu con. Đầu hôm nay là mẹ tính là lo ngày hôm nay là lo đám cưới cho hai con. Đó. Là mẹ tính là rất là vui mừng. Thì thôi cái ngày này là ngày trạng đệ của hai con. Thì mẹ không có gì hơn là những lời khuyên của ba hồi xưa đã dạy mẹ là ở cho đến khi ngày tụi con rón ở cho ngày tụi con gả dựng giữa gả chồng. Thì hôm nay mẹ tính cũng tròn bổn phận với lại con, với những lời của ông xã dạy để lại. Thì mẹ tính hôm nay làm tròn nhiệm vụ. Còn cô Bi nữa, còn cô Bi nữa là mẹ tính là lo nữa là mẹ tính mừng hết cái gì không cái gì bàn ấy. Thì thôi mẹ tính cũng chúc hai con đó, sống trăm năm hạnh phúc. Điều đó là đáng quý nhất trong làng của người mẹ người cha đã gửi lời đến tụi con. Rồi mẹ tính thấy chưa?